Vâng anh Nghị ơi, em đây ạ. Mày đến chưa? Em tới nơi rồi, em đã vào cái địa chỉ mà anh nói rồi. Mày thấy đói nào? Phải nói là rất là đẹp luôn đấy anh. Em đang ngồi cái khu vực mà ngay từ cổng đi vào cạnh hồ cá ấy ạ. Đúng rồi, có cây có nước vô cùng thoáng đãng luôn. Rồi đợi xíu mày tới liền. Vâng vâng, em ngồi đợi anh ở đây nhá. Dạ, vâng ạ. Chào Vy. Dạ, em chào anh ạ. Đợi anh có lâu không? Em cũng đợi được một lúc rồi. Em chào cá ăn gần hết cái bình rồi. Anh biết không, khi mà em bước vào đây một cái là em mê luôn cái vị trí này. Vì có hồ cá, có nước, rồi có cây cối, cảm giác như là mình ngồi trong một cái khu vườn nhỏ ấy. Chắc là anh thiết kế cái khu vực này cũng mục đích là như một cái khu vườn để mình có thể ngồi giải trí ở đây, phải không ạ? Đúng rồi Vy, khi mình tiếp cận nó là một cái nhà cấp 4 cũ. Thì về cơ bản là mình giữ lại cái bộ khung của ngôi nhà và cái hệ cây xanh hiện trạng á. Những cái cây này là những cây có sạch kết hợp một cái khoảng sân chung luôn. Vâng. Để cho tất cả những cái công năng còn lại của ngôi nhà nó hướng về cái sân chung này. Dạ vâng. Để nó tận dụng được cái ánh sáng, gió cũng như là kết hợp với lại cây xanh, mặt nước tạo được cái cảm giác thoải mái và dạ, nó đầy sinh khí cho ngôi nhà. Đúng là nếu mà trong một căn nhà, dù là ở trong nhà hay là khoảng sân mà có thêm hồ cá rồi mình nghe tiếng tí tách nước chảy ấy, thì cảm thấy rất là thư giãn luôn. Đúng rồi Vy, thực ra là ngôi nhà này thì làm để cho chủ nhà nghỉ ngơi cuối tuần. Vâng. Người ta đi làm một tuần mệt mỏi. Vâng. Cuối tuần người ta về đây. Dạ vâng. Rồi các gia đình con cháu nó ở đây sum vầy, nó chơi chung trong một cái sân chung này. Em cũng thích nhất là cái ý tưởng của anh, dù mình làm như thế nào đi chăng nữa nhưng mà mình vẫn giữ lại cái thiên nhiên của ngôi nhà cũ. Và tự nhiên bản thân nó cũng cho mình cái ý tưởng mới, đúng không anh? Vì thực ra là cái ngôi nhà này là ngôi nhà giống ngôi nhà thứ hai như mình đã nói đó. Vâng. Thì người ta chỉ nghỉ ngơi vào cuối tuần thôi. Cái nhu cầu thoải mái, nghỉ dưỡng. Vâng. Nó là một cái nhu cầu lớn. Một phần cũng vì là mình cố giữ lại cái hệ cây cũ trong nhà, cho nên là mình kết hợp nó là thành một cái khoảng vườn ở phía trước nhà luôn. Vâng. Tất cả cây ở đây Vy thấy là mình đều giữ lại hết. Dạ vâng. Và mình phối thêm mặt nước và bãi cỏ cũng như là những cái vật liệu thô mộc thôi. Dạ nó vâng. Tạo thành một không gian sinh hoạt chung nó xanh, nó đầy nắng và gió. Đây là những ngày cuối tuần thì đây sẽ là một không gian thật sự là lý tưởng. Và tiện anh nói về cái vật liệu ấy, em cũng đang thấy là khá ấn tượng với vật liệu mà anh sử dụng để làm nên ngôi nhà này, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách anh sử dụng nguyên vật liệu không ạ? Quan điểm của mình là dùng những vật liệu nó xuất phát từ thiên nhiên thôi. Dạ vâng. Như thế này là đá trẻ này, rồi đá tổ ong. Đây ạ. Đá mài. Vâng. Rồi kết hợp với lại gỗ. Bản thân vật liệu tự nhiên là nó đã một cái màu nó rất là gần gũi. Rất là mộc mạc anh ha. Rồi. Người ta gọi là cái màu thời gian, nó đã hình thành trong tự nhiên hàng trăm năm rồi. Vâng. Cho nên cái màu đó là cái màu mặc định nó vậy, nó vâng. Rất là quen thuộc. Vâng. Cho nên là mình chỉ sơ chế nó, gọt giũa hoặc là đưa nó về một cái mô đun nào đó mà nó có một cái tỷ lệ đẹp. Vâng. Rồi mình gắn nó lên tường thôi. Đấy, về vật liệu thì như vậy rồi, còn các không gian chức năng ở trong này thì anh phân bố nó như thế nào ạ? Về bố trí mặt bằng của cái công trình này thì như Vy thấy thì cái khoảng không lớn đó, nó nằm ở phía trước này. Và các cái công năng còn lại như là các cái khu chức năng phòng ngủ, phòng khách, bếp thì tất cả nó đều hướng về cái sân chính này. Các gia đình mà ở quây quần trong không gian này thì đây chính là cái không gian kết nối mọi người lại với nhau. Vâng. Bằng những cái bữa tiệc mà mọi người có thể sum vầy trong không gian này. Em cũng đang hình dung ra một cái cảnh rất là ấm cúng giữa một đại gia đình á. Là ở đây có thể là những người lớn tuổi, hai ông bà này đang ngồi cho cá ăn và nhâm nhi ly trà với nhau. Rồi ở cái bàn rộng ngoài kia thì có thể là người lớn đang chuẩn bị đồ ăn. Và thêm nữa là hình như cái hiên nhà này anh có mục đích gì không? Có phải là cho tụi trẻ chạy chơi không mà? Em thấy để cái hiên nhà nó rất là rộng. Xong đó thêm cái mái tre nữa thì chắc có ý đồ gì phải không ạ? Thực ra cái mái hiên này là nó giống như một cái không gian đệm. Dạ. Mà giữa cái khoảng giếng trời. Vâng. Và cái không gian ở mặc định như là một cái không gian đệm, có nghĩa là nó sẽ giảm bớt cái ánh nắng mặt trời, nó chiếu thẳng vào nhà, nó làm cho mình
cái không gian ở nó mát hơn. Vâng. Và có một cái mái hiên để mình có thể trời nắng mình ngồi mái hiên đó mà mình vẫn cảm nhận được những cái sự trong trẻo mát mẻ của khu vườn. Thế còn cái mái hiên ở phía trên ấy, như anh nói đó, thì nó dài, nó che, nhưng mà anh sử dụng là hệ thống gỗ mà lại không phải là một mảng gỗ nhưng mà nó đan xen như vậy, thì cái đó nó có tác dụng gì vậy anh? Mình dùng hệ thống lam này thay những cái vật liệu trần khác bằng nó bằng gỗ. Là thứ nhất là gỗ thì vật liệu nó cũng xuất phát từ thiên nhiên. Wow. Nó cũng rất là gần gũi, nó cũng che được cái hệ thống kỹ thuật ở trên. Quan điểm của mình là mình giữ nguyên cái màu gỗ mà nguyên bản nó vậy. Lúc làm thì người ta sẽ hoàn thiện bằng lớp sơn PU, rất là nhiều quan điểm ưng sơn màu gì thì mình sơn, nhưng mà với mình thì mình giữ nguyên cái màu của gỗ tự nhiên vậy. Và mình chỉ phủ một lớp sơn PU trong để bảo vệ thôi. Và bên cạnh cái khu vực này thì em cũng rất là muốn đi tham quan những cái phòng ở phía trong và không gian khác nữa, được không anh? Xin mời Vy. Dạ vâng ạ. Đúng là trong một cái không gian mà ấm cúng như vậy, xong có thêm cái ấm trà nữa là nhất luôn đấy anh ạ. Em thấy ở đây rất là thích nha. Không gian phía ngoài thì gần gũi với thiên nhiên, còn khi vào đây ấy, thì với cái màu sắc hay sao anh, mà em cảm thấy nó ấm cúng lắm, như là một cái ngôi nhà nhỏ trong một gia đình mà quây quần bên này. Cái căn phòng này nó giống như là một cái ngôi nhà nhỏ khép kín, đầy đủ chức năng cho mọi người trong một gia đình sinh hoạt. Thì điều đặc biệt ở đây là mình mở hoàn toàn cái không gian ra bên ngoài. Dạ vâng. Bằng những cái khoảng kính lớn, Vy thấy đó, hai bên là đều là những là kính rất là lớn. Vàng. Nó giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là nó lấy sáng hầu như là hoàn toàn từ cái phía ngoài vào. Vâng. Thứ hai nữa là khi cần thông thoáng là mình mở cửa ra. Là gió lùa vào nó rất là mát. Bên cạnh đó là cái vật liệu mà mình sử dụng chủ yếu đây là gỗ. Dạ vâng ạ. Thằng này là gỗ thông, tôn trọng cái màu tự nhiên của nó. Dạ vâng. Nên mình giữ nguyên cái màu mà nguyên bản của gỗ thông. Cái đặc biệt nó rất là thơm. Dạ. Thơm là thơm. Tức là vào đây là tất cả những cái mùi và cả màu sắc của thiên nhiên làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không anh? Bước vào đây là một căn hộ nhỏ nhưng mà hình như là ngày cuối tuần thôi. Thành thử ra là em thấy là cái gian bếp anh cũng để rất là ít đồ để có thể tạo cái sự ngăn nắp, phải không anh? Thực ra là những cái nhu cầu cơ bản thôi. Vâng. Có là nhu cầu nó không phải là hàng ngày. Mà cuối tuần người ta về đây, người ta cũng gọi là có những cái thiết bị cơ bản trong bếp để người ta có thể tổ chức một cái bữa ăn mà nói chung đơn giản của một gia đình nhỏ. Còn khi mà các gia đình mà quây quần với nhau thì người ta sẽ ra không gian chung kia. Vâng. Thì nó có một cái bếp lớn ở ngoài kia và mọi người có thể tổ chức. Thực ra là diện tích cái phòng này nó cũng không có lớn. Vâng. Cho nên là khi mình bố trí mà tất cả các công năng của một cái nhu cầu của một gia đình ở thì với cái nhu cầu nó không nhiều lắm. Cho nên là những cái ví dụ như bếp sinh hoạt chung thì mình nó trộn không gian vào với nhau. Khi mà cộng các không gian lại thì nó có một cái ưu điểm là cái căn phòng của mình nó rộng ra. Và vì là nó không phải là một cái căn phòng mà người ta ở dài ngày. Dạ vâng. Và nó cũng không nhất thiết là phải riêng tư lắm, cho nên là cái giải pháp này là nó tương đối là hợp lý. Và em thích cái căn nhà này là bởi vì ở đâu mình cũng có thể ngồi nghỉ được rất là nhiều. Từ phía ngoài cũng có hai nơi để mình nghỉ này, cả vào cả hè và cả trong sân nữa. Rồi vào trong nhà này, mình có thể ngồi ở đây, mình có thể ngồi ghế ngoài kia, hay thậm chí là mình có thể ra cái sân sau đấy, thì cũng gần với thiên nhiên được. Nên là thích ở chỗ là chỗ nào mình cũng cảm thấy thoải mái và thư giãn, chứ không phải chỉ có một chỗ thôi, đúng không anh? Mời Vy ra không gian ở phía sau nhà. Dạ vâng ạ. Đây là cái không gian giường ngủ.
em cũng rất thích cái hệ thống mà nội thất ở trong cái căn phòng này ấy. Thực ra là cái gỗ song nhỏ này thì thứ nhất là mình tận dụng những cái rẻo. Dạ. Thì nó, thứ nhất là chi phí nó sẽ thấp hơn. À. Thứ hai nữa là mục đích là nó, như vì thấy là nó sẽ vẫn có đường cho gió ra, điều hòa ra. Nó đỡ là một cái mảng dày thì nó sẽ nhìn nó nặng nề hơn là mình chia những cái song nhỏ như vậy. Và phía này là cái sân sau. Khi ngủ thì mình có thể kéo cái rèm lại. Nhưng mà sáng sớm ngủ dậy mình có thể vén nó ra. Và nắng nó tràn vào cái căn phòng này. Buổi sáng nó rất là tinh khôi. Đó, nên lúc nào mình cũng cảm thấy thư thái và dễ chịu. Sân vườn phía sau thì như vị thấy đó, thì phía dưới là bãi cỏ. Trên bãi cỏ thì mình trồng một lớp cây bụi thấp. Trên nữa là tầng cây cao. Cây cao là cây tạo bóng mát. Mà cái hệ cây này thì cũng là cái hệ cây mà mình giữ lại trong quá trình làm ngôi nhà này. Không gian vườn phía sau này là cái không gian mà ngày xưa đến giờ mình giữ lại. Nó cũng liên quan đến rất là nhiều kỷ niệm của chủ nhà. Những cái cây này cho nên người ta yêu cầu giữ lại. Có nghĩa là như thấy cây cau này là nó ra quả rất là đẹp. Thì nó giống như là một cái ký ức về quá khứ của chủ ngôi nhà này. Đôi khi mình thắc mắc là ủa sao năm nay là tới ngày này với cây này vẫn chưa ra hoa, hoặc là như vậy năm nay nó ra quả nó sai năm ngoái. Thì nó có câu chuyện để nói và có những cái kỷ niệm để nhớ. Kết hợp với cái mảng xanh thì Vi thấy đá tự nhiên rồi mình cũng xếp những cái viên đá nó một cách ngẫu nhiên thôi. Nó tạo cảm giác là vật liệu tự nhiên và cách sắp đặt nó cũng rất là tự nhiên.